Mùa này nó chưa ra hoa ấy nhỉ. Ôi, lần này ở dưới nhiều nước lắm. Năm nay không lội rồi. Trông có vẻ mù mịt cơ. Nhìn trong này có màu xanh không? có chứ, này cũng là một trong những cái danh lam thắng cảnh sau này mà được tôn tạo lại, đẹp không khác gì Tuyệt Tình Cốc, đẹp hơn này. Quần thể Tràng An, Bài Đính ấy. Đấy, đường mòn này thì có ấy. Cao dựng ngược. Quay sang phía bên này rồi nè. Có xanh rồi. Đây, có cái hoa này, okay. Ôi, nó đang liền, đi vào trong nhỉ. Đây thầy, có lối đi. Ui, đẹp hết thầy. Quá đẹp luôn. Để ngoài chưa? Hay nhỉ. Hôm nọ mình đi. Ngoài hôm nọ nó đi lối ngoài kia không biết. Đây có nắng nó đẹp nhỉ. Chỗ này, đến đây chụp. Đây, mọi người. Bám tay vào hòn đá này. Người ta bước, người ta phải bước hai chân vào một vậy thì đồng thời luôn nhỉ. Đấy, vậy. Thế là sang đến nơi. Chắc cũng... Nước này chảy bên hiền quan sang. Ôi. Chứng tỏ là không có gì mới cả. Không có cái gì mới cả. Không, tưởng trong này họ tôn tạo lại một tí rồi. Vẫn thế. Không có gì mới cả. Nên là... Nên chùa thì sạch nhưng mà không có gì. Đây chứ, đây một bức này. Ở kia một bước nữa. Đây bước. Trời xanh đẹp hết. Đây bước. Hai bước. Tôi quay nó ra sáng nó có trời xanh. Đây. Đây một bước. Trên kia nữa. Trên kia một bước nữa. Chỗ kia một bước to. Đúng không? Đây trên. Đấy, ngày xưa đây là đền chùa, trong chùa trong này, nhưng mà bây giờ tưởng là họ tôn tạo lại rồi. Kia lối kia lối kia là lối sang ngày kia, sang hiền quan này. Đấy, lối đây sang hiền quan đấy. Ngày xưa các cụ bảo là trong này là bộ đội cái thứ ở đây, người dân ở đây kinh nhỉ. Ngày xưa tìm toàn chỗ đẹp, trong là xấu lắm. Đấy, đền chùa ngày xưa đây chắc phải tôn tạo lại, chắc còn lâu. Chung là cái di sản lớn. Đâu? À, bên này một bước nữa. À, đây đây, ừ. Đây bước nữa. Đó. Ngày xưa ở đây cũng là chắc là cái tượng gì đấy. Đó là chân tảng. Chân tảng. Chỗ nào có một cái à, đây một bức này. Đây bức này. Đấy, cũng đi mấy lần rồi nhưng mà cũng không hay để ý cái này. Rồi đi vào đây. Lối dưới men núi sắt.
Đây, họ vào đây chắc họ nướng cái gì họ ăn. Có bãi lửa là có. Đấy, bám lại. Đường vào được, đường ra thì vất vả. Ôi, cái kê này chắc phết. Đi, ra đi. Đấy, cẩn thận này. Đấy, mày mà cao cái này. Kinh. Bắt cái địa lý. Chỗ này hôm trước mình không đi lối này, đi đường đồng. Ra. Trăng giờ đã ra đến đây rồi. Nay nay là mùng 8 thôi thì trăng lên là đúng.